Trong cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế vào sáng 5 tháng 2, đại diện Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, tối 4 tháng 2, Điện Biên ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19, đến sáng 5 tháng 2, phát hiện thêm 4 ca dương tính khác. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, dịch tại Điện Biên là do di chuyển xe từ Hải Dương lên. Thực tế có hiện tượng một vài nhà xe gom khách từ vùng có dịch đi các địa phương khác trốn cách ly tại một số tâm dịch. Hai trường hợp đầu tiên là hành khách trên chuyến xe xuất phát từ Hải Dương từ tối 2 tháng 2 đến sáng 3 tháng 2 lên tới Điện Biên. Qua truy vết có 57 hành khách trở thành F1. Ngoài cộng đồng có 14 người là F1 của hai ca bệnh này, nguồn lây được xác định từ xã Đại An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hai trường hợp dương tính COVID-19 ở Mường Nhé đã truy vết được 172 trường hợp F1, nguồn lây từ trường Trung học Phổ thông Chí Đức, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hai trường hợp dương tính khác ở thành phố Điện Biên Phủ có một nguồn lây từ Đại An, Cẩm Giàng và một người đi từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hiện ngành chức năng đã truy vết được 271 người thuộc diện F1 liên quan đến hai trường hợp này. Về đề nghị hỗ trợ của tỉnh Điện Biên, Bộ Y tế yêu cầu ngay trong chiều 5 tháng 2, Bệnh viện Bạch Mai cử ngay cán bộ lên Điện Biên hỗ trợ điều trị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cử cán bộ lên hỗ trợ xét nghiệm.